Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Hội Apple Lawrence về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chu sinh và phát triển tâm thần kinh ở trẻ nhỏ đã diễn ra tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác khám chữa bệnh, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ. Đồng thời, hai bên tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân tập thể giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, góp phần hoàn thành hiệu quả công việc được giao. Việc hợp tác lần này sẽ góp phần giảm thiểu các khuyết tật bất thường về phát triển tâm thần kinh ở trẻ em tại Việt Nam, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo chuyển giao chuyên môn kỹ thuật tại Việt Nam, hỗ trợ thành lập một đơn vị chăm sóc, can thiệp và theo dõi lâu dài về phát triển tâm thần kinh ở trẻ nhỏ tại Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hợp tác hỗ trợ nghiên cứu khoa học về sức khỏe chu sinh và phát triển tâm thần kinh ở trẻ. Phát triển mạng lưới về sức khỏe chu sinh, tâm thần kinh ở trẻ nhỏ có thể phối hợp triển khai cùng với các bệnh viện sản nhi và hội chu sinh tại thành phố Hồ Chí Minh.